Minasan, konnichiwa. Nhà ngữ Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Chắc rằng là các bạn đã nghe đâu đó về cái nani nani toi desu, nani nani tarai desu, hoặc là nani nani bai desu, đúng không ạ? Vậy thì nó có ý nghĩa như thế nào thì chúng ta cùng nhau vào học bài học ngày hôm nay nhé. Hay, ý nghĩa của nó là nếu nani nani thì hay tốt mừng biết mấy. Hay, cách dùng của nó là gì? Dùng mẫu câu này sử dụng phía trước của điều kiện, phía sau là tính từ y nha các bạn. Và cấu trúc ngữ pháp của nó là đầu tiên chúng ta sẽ đi với veru và venai cộng tố y des, hay ý nghĩa của nó là nếu thì tốt hay. Bức tranh này thì là gì? Một cậu bé ngồi bên cửa sổ, đúng không? Mặt rất là buồn, bên ngoài thì trời mưa. Mega futteru ne doko mo ikenai, trời thì đang mưa không đi đâu được cả. Rồi bắt đầu cậu bé mới nói là gì? Mega furanai to i ne, nếu mà trời không mưa thì tốt biết mấy. Hoặc là chúng ta có một câu gì nữa? Amega yamuto i ne, nếu mà ngừng mưa thì hay biết mấy. Vậy còn đối với bức tranh này thì sao đây? Atsui desu ne. Asta suzushiku naru to i ne. Này, nóng quá, ngày mai trời mà mát mẻ một chút là được rồi, là tốt biết mấy. Này, còn đối với tarai thì nó cũng có nghĩa như vậy. Và bức tranh này thì đang nói gì đây? Đang tìm việc, đúng không? Hai người này đang tìm việc. Shigoto ga mitsukattarai ne, nếu mà tìm được việc thì mừng biết mấy, thì hay biết mấy, tốt biết mấy. Hay. Còn đối với ba y thì chúng ta cũng có ý nghĩa tương tự như vậy. Một người đàn ông bị thương, đúng không? Và anh ta sao nhìn muốn là nhanh khỏi bệnh, đúng không? Byouki ga hayaku naoreba ii desu ga. Trời, biết gì mà mau khỏi bệnh, mau lành bệnh thì hay biết mấy, thì tốt biết mấy. Hay. Vậy thì cô tóm tắt lại một lần nữa của tố y và tarai và bai nhé. Chúng ta có gì? Amega furu to i, amega futtarai và amega fure bai, ba cái này nó đều là cùng nghĩa. Hay. Và qua bài học ngày hôm nay thì chúng ta đã nắm rõ hơn về cái cấu trúc tarai, bai và toi rồi, đúng không ạ? Hay. Minasan sayonara. Mata kondo mo yoroshiku onegaishimasu.